Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thế Bằng. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với chuỗi series 10 câu hỏi cùng Win Team. Và ngày hôm nay khách mời đặc biệt đó chính là bạn Hoa. Hello mọi người. Thì bạn Hoa ơi, bây giờ bạn đã sẵn sàng và chuẩn bị trả lời 10 câu hỏi mà bạn đã chọn lọc sẵn ra chưa? Ok, em sẵn sàng rồi. Câu hỏi đầu tiên, tên thật của Hoa là gì? Tên thật của em vẫn là Ngô Ngọc Hoàng. Là tên trong chính thức luôn. Đúng rồi. Không thay đổi luôn. Đúng rồi. Không phải biệt hiệu luôn. Không luôn. Vậy thôi, đến câu hỏi thứ hai. Ngày tháng năm sinh của Hoa là bao nhiêu? Ngày tháng năm sinh của em là 23 tháng 9 2002. Vậy là Hoa sinh anh, sinh sau anh một tháng mà mấy năm á? Anh là 23 tháng 8. Câu hỏi thứ ba, câu hỏi này khá là tỉ mỉ chút xíu, đó chính là Hoa cao và nặng bao nhiêu? Trời ơi, này có đâu tới nhỉ? Không, anh từng tỉ mỉ với con gái, tại vì khi mà hỏi về chiều cao với nặng con gái á, người ta thường không thích. Nếu mà ai mà tự tin thì người ta hỏi là bình thường à? À, vậy là Hoa tự tin. Đúng rồi, em tự tin nên là chiều cao của em là 1m6, còn cân nặng thì 48kg. Nó bự hơn cả Tài luôn đó. Ủa quên, Tài là ai đâu biết đâu. Hoa đã có người yêu chưa? Nếu mà ai mà thường xem clip với theo dõi em thì sẽ biết câu hỏi là gì. Là có hay chưa? Thì ai biết em, ai quan tâm em thì sẽ biết. Là nói chung là vậy đó. Câu hỏi có hỏi phụ nha. Vậy thì Hoa biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Yêu hả? Nếu mà tình yêu á nha, thì yêu lớp 5. Sinh ra ai không yêu cha mẹ đúng không? Mà yêu đương á thì từ năm lớp 5. Sao mà nó sớm dữ vậy trời? Năm lớp 5 là mới có 11 tuổi à? Lúc đó là em chỉ thích thôi, thích qua thích lại thôi, chứ không phải là quen nhau, yêu đương này kia. À là còn rớt. Đúng rồi, còn rớt. Hồi đó có kiểu như viết thư tay tỏ tình không? Có, trời có nha. Rồi viết thư tay để em kể cho nghe. Là còn rớt của em viết thư tay mà đưa cho em tưởng là đưa cho em, nhưng mà thật ra là kêu em truyền qua cho bạn ngồi chung với em kế bên. Bên nó cày. Cái này là câu chuyện có thật mọi người ơi. Nó cày. Lúc đó bị em hiểu hồi đó. Lúc đó em mở em coi, em đọc ý tưởng là của mình. Ê, đưa cho nhỏ kế bên á. Đâu ở đây nè. Hoa đã từng yêu bao nhiêu người? Em ba người, có người nào trung tình không? Không trung tình, đúng rồi, phải bởi vậy bây giờ mà có người khác. Đúng rồi. Có người khác thì trung tình không? Hiện tại thì chắc cũng trung tình đó. Tương lai thì chưa biết. Lần cái nụ hôn đầu tiên của em á, mất khi em năm bao nhiêu tuổi? Nụ hôn hả? Ừ. Từ năm lớp 10. Năm lớp 10. Ừ. Năm lớp 10, là lúc đó là 14 tuổi. Năm lớp 10, thì cũng được rồi. Thanh thiếu niên bây giờ lớp 7, lớp 8 hôn nhau, yêu nhau thì đùng cũng sao. Good job em. Và đến câu thứ 7 là Hoa chơi TikTok vào năm nào? Mấy năm rồi á? Em mới chơi được đầu năm nay, đầu năm 2020. Được 1 năm tới thời điểm này. Rồi, câu hỏi thứ 8 không liên quan cho lắm, nhưng mà là Hoa sợ nhất con gì? Em em nghĩ là con này chắc em sợ mà anh không sợ. Rốt cuộc là con gì? Ma. Anh nói nghe nè, thằng chồng sợ ma nữa. Rốt cuộc nó biết cãi thằng. Ok luôn. Khi rảnh á, mỗi khi mà rảnh rỗi không quay tới tốt á, thì Hoa thích làm gì nhất? Coffin cực kỳ luôn. Đi ăn nhất là phim. Đi mấy chỗ mà càng đông người em càng thích nha. Đi coi phim lúc 10 giờ rưỡi đêm. Đó chính là một trong những thành viên của Win Team. Thường thường là như thế. Rồi, câu hỏi thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng. Thì câu hỏi này là mang tính chất tâm sự. Thì Hoa có muốn nhắn nhủ gì tới fan của mình không? Em
những người yêu thương mình á. Thì sắp tới đây em sẽ làm kênh YouTube. Ai mà yêu quý em thì hãy ghé qua follow và đăng ký kênh em nha. Chúc mọi người. Kênh của họ là gì? Kênh của em là HMT Official. Và mọi người ơi, bạn cũng chuẩn bị làm thêm một kênh YouTube nữa. Đó là kênh của bạn với Trúc, đó là mang tên HM. Ủa không, mọi người quên quên. BNT Official. Đó là bạn và Trúc Official đó mọi người. Và mọi người hãy vào đó xem nha. Nhưng khoan, khi mọi người đã xem hết clip này rồi thì mọi người nhớ like, share, subscribe kênh cho bạn nha. Và hãy nhớ ấn chuông thông báo để đón chờ clip tiếp theo nha. Bye.